Về nhà hoa xa đất xa mương vừa đi đi dùng lá to cho vui ra ùn hơi anh ho ở mài lắng thanh hôm nay nhân nàn lời mới về đi đi dùng à đỡ bán chơi à uốn ơi anh ho bởi cùng bởi việc cả hôm đi dù mưa dù sò nó ơi anh nhỏ cổ căng à anh vừa đi chơi à ôn ơi xa đi đến đợt là hòa bình thấy các bạn đôi mình đang ngồi chờ đợi à anh họ mắng quỳ mắng chờ anh họ lại nhớ cái ngày chiến đi uốn ơi xa đi anh hạt là anh họ dù hay hay đỡ uốn ơi xin uốn là đừng nói những điều rễ nhẹ uốn ơi dù sao ý kịch nhà là xa mương phải sương phải nhờ lệ đôi sân anh nhà cũng ngày uốn ơi cho rên nhà anh để nhà đất đi ổn nơi linh trường là nơi đưa anh người khề trà anh má quý luôn này uốn ơi uốn này má đợt cho thả mà đi đồn bàn phường mà gặp anh ở chốn mà nơi hôm qua uống nhắn ăn mà lời mới về đi chơi dùm chơi thật mà mang ngày đa đình anh ơi gặp anh ở chốn mà nơi đi anh thường thế giật mà thế diêu chẳng lo cái gì à nó ơi hôm nay đi dùng à hát hô dù sao chẳng ngừa phải ra ta phải diêu lê nhau ai uốn ơi hôm nay chớ mây về đọt là về lá mương gặp mà em chồn kết đã bàn kết thương mà là quen cô ngày ơi con răng chỉ đưa nó hơi anh họ ơ mài sự thanh kêu đi đi dùng đưa má là quen này uốn ơi mường áo chờ nhỏ nàn lời mời mấy về là trời ta nề ngã em ơi ôm ngay xa đợt là xa mương rò mây hàn lời mời cho rình nhà về đình nhà trốn đi hàn trời uốn ơi xa mương ủn là thường đi xa đọt xa mương
nghênh đa nghênh ê ngơ. Thế là ổng ngày khách là xa mương. Hôm nay ha để nhà nơi đi đỡ anh lẻ hỏi mồ lưỡi đi nói ôn ơi. Sợt là hỏi xa anh chân vẫn lì đầu má phai lòi ôn ơi. Lần đầu anh gặp bà ôn nang anh hò mòi nhòi ôn à lưỡi đi ôn già ơ đặt là mưa ấm nó viêu đi đi rồi thó măng vui nôm già ôn ơi. Ngọn hào má xa lầm em á ơi, một chạt năm chợt lại nuôi mô nghìn má qua đã cùng đa nền em ơi. Dù xa hay là nó gần tí cố gắng để nghĩ rồi nó ôm ra phải bộ tỏ tương đỡ anh biệt lùng biệt lãng ôn ôi hay ôn ơi. Biết à chờ lùng á lang rồi câu đi chờ à về ơn hoài xăm mặng hà về lang đi chờ ai ôn ơi. Thế hảo trở lại bộ em á chàng ơi ngà ơi chờ lắng lặng nghe lời quê mưa ôn yêu hè ôn ơi. Lạc ngà lương chớ la trồn chớ xa nhà dần thần chớ la trồn qua nhà chớ ôn dầu đa đi ngà em cảm ơn cái tấm lòng nàng mang xương bố sật anh chàng cảm ơn rồi hay ôn ơi. Anh nhớ đã biết lũng lăng ngày nó đi chờ về hàng đưa anh lễ hỏi hàng khả bao lang đi chơi là ôn ơi. Chưa đi ôn na bơ lùng bố lang ngày nọ em đi chơi về làng bao chơi cô ngày nga ơi. Ngày nọ anh hỏi về làng thầy anh đứng ở cửa đang ôn nhà đừng nói cây sáng ăn xin con này nó ơi. Hãy ngà đứng má đang đi ngà ơi
buồn mà thơ đôi hà ta nên à em ơi em về em hẹn cho buồn nắng đỡ buồn thả cả cho thả đang đoan em rơi à em ơi thế em chấm nhận là rồi rồi cầu đi cho anh đi rồi đưa đi cầu khác rồi đi lên già un ơi mà nà chú má ai cơ hỏi cho lũ má lăng un nà thường chỗ đá bồ hên trang hên nà nhà rồi ai nà cảm ơn cái tấm lòng nàng mang sương hỏi để nhà lung lang quên anh hô xa lầm xa nôn kênh lắm cơ sổ kênh in con khôn rõ mây phải bổ cho thương rồi khôn lại phía mương anh chơi ôn ơi nghe ngã thương ai nỡ bổ cho thương ngày sau chỗ ngày hạt ngập phía mương mãi nỡ trôi thế nhà anh bồ ra rơi thạch thành nhà la huyền nó ơi thanh lắm là xa nỗi thánh quê hương ngày hôn ơi ôn về đi chơi rồi ôn ơi giờ cho chớ chẳng ngại đường xa mặt nằm gần chỗ mặt đã lùng ôn mà về là trời ta để ngại ngơ ôn à ơi cố gắng mà về đừng chê đất rô cà mượn đô phải về mà ngò cảnh nhà mương quê nhà quê nhà có khu du lịch nhà uốn ơi nghe nó về thôn về láng anh chơi uốn ơi nghe nhà răng cho uốn gì bằng con răng chỉ nửa nó ơi bỏ ôn răng về nó ơi mà xuống cho bầu mà sau đời anh nhà cũng giờ ôn ơi thế nó thương lệ nó không đỡ ôn đỡ thắm đợt thắm đông lắm anh nhà cũng ngày chị ôn ơi rò mấy bước đầu gặp mà ăn khá phá ni phải hỏi gia đình nhớ nói ôn ơi em nga thương má ơi đời nga ơi gặp mà nhau hỏi gia đình má
trời đã rồi ngao thế ha bao hỏi nó hơi à đi giao hẹn một người mấy câu hãy răng ha hỏi thế nhi khi nó hết nghĩa hết tính ha thôi già un ơi thì à tâm đi đại ngã cha ơi ngã thuồng chơi ngã hỏi tình nó chớ un ơn ra đi ngã thế là anh hỏi ra rồi ôn ơi yên á lệ rồi khi bố anh nhà cũng già ôn ơi được hà chi cho em bố ôn á ba ta ơ đưa cho chớ chớ đồn đường tan bên nhau thôi mà em à, các bạn ơi, nhớ đăng ký kênh Lệ Thơ để theo dõi rất là nhiều những cái video rất là đặc sắc, rất là hay của văn hóa ẩm thực của người Mường nha các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.